Thì hôm nay ngày mùa thì thành viên là cũng có 45 đến 50 người nhé, nhưng mà nó bận thì cũng chỉ tổ chức được có 3 mâm thôi nhá. Thì là đa số ai bận hết. Thì bận thì không làm được cỗ, thì hầu như trong này đa số là như hôm nay là đặt hết cỗ, đặt hết mọi người nhé. Nên mọi người thì xem cỗ 1,6 triệu một mâm nhé. Hôm nay đây đây là thịt gì đi em? À đây là thịt dê nhá, dê xào nhá. Đây dê xào này. Còn đây là chắc cái hả? Đây là bò. Đấy, em thì giới thiệu anh cái gì? Đây là thịt bò này. Đây bò bò. Bò nhúng. Bò nhúng thủ khoa này. Còn đây là đây là dê nướng dê bạc này. Còn đây là nấu cá chấm giòn. Nấu cá chấm giòn cái là gì nữa em? Mực xào Đà Lạt, mực gà chạy bộ. Đấy. Bánh hỏi. À còn thêm ba món nữa nhá, hai món nữa nhá. Bánh hỏi mới vịt thịt quay thì chưa mang ra, chốt mang ra. Đấy thì những cái món mà mình cũng giới thiệu rồi nhá. Thì trong đó 1,6 triệu thì có được đi 6 món nhá. Thì là cỗ đặt hết là vì là hôm nay là nó bận, tất cả hôm nay ngày mùa đấy thì hồi không chị em không làm được, là cỗ đặt thì 1,6 triệu một mâm. Thì mình giới thiệu lại nhé, đây là thịt dê nhé, dê ở đây thịt đây dê ở đây bò, còn đây là nấu cá chấm giòn nhé, chấm giòn, còn đây là mực. Đây là mực xào nhé. Còn đây là nấu cá chấm giòn này. Còn đây là thịt dê này. Đây là thịt gà này. Đây còn là vịt quay nhé. Vịt quay mới vịt mới thịt nướng này thì tí nữa ăn là mới đưa ra nhé. Đây. Đấy, ngày 8 tháng 3 này. Ơi cũng đẹp gái, ai cũng xinh. Năm nay bận, năm nay hơi bận, năm là tổ chức được có 3 mâm. Thiếu có 2 mâm. Bận quá, có thì đặt. Đây bác Hường đây. Hôm qua nhảy đẹp nhỉ bác Hường, hôm qua nhảy đẹp hết. Cô này, hôm qua còn biết hát hay nhỉ. Còn hay thật ý. Đâu, đội 10 chứ, đội đâu đội 10? Hả? À đội 18 à? Hát như ca sĩ luôn thật, hay thật. Hát như ca sĩ luôn. Cơm chưa? Được cơm chưa? Đến chắc đến hết rồi đấy. Có đá nghiền vậy? Nhân ơi, chuẩn bị đá đúng rồi thôi. Đâu rồi, hội trưởng hội phụ nữ rồi. Phát biểu xem là như thế nào. Rồi chuẩn bị vào trận cho sớm. Có đá đấy, bia đấy, có đá. Bứng ơi, bứng ơi. Uống nước bia đi. Uống ngọt đi, bia nhiều. Cái này có phải cho không có cái gì.
uống bia thôi, uống nước ngọt thôi. Đâu quen. Vâng. Đó, ok. Hiền đâu rồi? Lại làm đi nữa chứ hả? Hiền đâu rồi? Rồi tí nữa được, tí nữa. Cái này rồi. 1 2 3. Mạnh nhất còn nồi lẩu nữa nhá. Nấu cá ăn rất ngon. Đây là cái này nấu. Cái này là dê này. Rồi cái này thịt salmon rồi. Cái nấu cá chấm gừng, cá bún, cá xôi. Tôi nói gặp Hiền tôi sợ đấy, mấy lần tôi kinh đấy, thật chạy mất dép luôn cô mới ở. Không, cứ hôm mà tớ ở trên không mới ăn đồ. Cũng sợ thật luôn đấy. Ăn nên tiền ông niệm, ông niệm là nhảy bó đấy, tới thì tới là sân dừa cái kiểu. Mất niệm. Kẻ tới vậy. Hôm là thuê, đắc thuê cái này. Đắc niệm. Hôm đấy đúng. Cái lái đắc duyên đấy mà chơi cái bảo ông niệm mới ăn được tám tiền. Ai chẳng phải ăn được. Trời ơi gần bà nó về gần đây. Uống nhiều phải hô đấy nên. Không biết thế, ông thế mới rồi. Tôi thấy uống rồi thì tôi uống mất. Tôi cả cây bà toàn đấy. Đúng là rừng luôn đấy. Có đặt lần đâu, có đặt lần đâu. Thịt đợn ngon thật. Ở nhà hàng nhà uống đâu nhỉ? Bà vào làm đi nhỉ? Cái chú nhà hàng nó vào làm đi được nhỉ? Không ngon lưu nữa. Quan trọng gì đâu. Đây hôm nay nhà hàng Thúy Kiều ở đội 12 nhé, làm cỗ cho phục vụ hội đồng hương phụ nữ Ninh Hải mọi người nhé. Chưa hết là chị em phụ nữ ngày 8 tháng 3 thật nhiều sức khỏe và như vậy là trẻ
đẹp cho các ông xã yêu nhiều hơn. Rồi, ok. Chúc các anh nhiều sức khỏe nhé. Rồi, ok. Đấy, mình đang vừa nhắc bố không biết là chủ nhà hàng đâu mà không thấy đâu. Rồi. Hả? Thì giờ vẫn có à? Vẫn có suất đấy. Rồi. Rồi. Mời em à. Riêng em mời riêng nhà hàng một cái nhỉ? Vâng. Nhờ em riêng mời chắc mày đâu nhỉ? Cho em mượn cái chén này. Em mời riêng nhà hàng Thuyết Kiều cái nhỉ? Vâng. Đấy đấy đấy. Đấy đấy đấy. Đấy đấy. Nên mượn đi này được. Tôi cũng đồng hương lần đầu tiên là cũng anh cũng tổ chức làm cho hội đồng hương phụ nữ chúng em mây mâm. Cũng thứ nhất là cũng cảm ơn anh nhá. Vâng, để, vâng. Để làm sau tiếp tục. Vâng. Gia đình. Vâng. Thật nhiều sức khỏe. Vâng, thật cảm ơn anh nhá. Anh em mới hết hết rồi. Chu đáo thì mong thông cảm. Vâng, rồi ok. Rồi. Rồi cảm ơn anh nhá. Đây anh ba chỗ luôn hả? À thế. Vâng. Có hết không mà rô hô to thế? Xoay nhá, xoay hết rồi đấy. Đấy, bưng ơi, bưng ơi, hết đi. Rồi, hết không? Rồi, hết được. Bưng mai cũng đi nhặt dầu. Ít xài, giờ đi sao? Rồi, để cho xã, để cho thương, để cho thương nhìn cho xoay nè. Mầm hơi tối lắm, mầm này. Ôi, chú chơi bất kỳ khóc mà chú bắt ngài bớt tiền có đốt đâu. Ngài ra, ngài cho quá đốt ra xây nhà luôn. Nghe được đấy, nghe có lý đấy, đúng rồi, mời cho Hiền cái đúng rồi. Quay là yêu ái nhất. Quay là thế nào nhỉ? Tí nữa. Bán đi. Quay là sau thì quay là sau thì nhà tao khóc đây. Này, đừng đấy là năm ly đấy. Chưa ngồi, chưa ngồi. Quay em gái để đi rồi. Quên đấy, tưởng đấy giờ không nhìn thấy. À, ok. Quay nhận em tôi không? Anh quát luôn hả? Vâng, quát luôn. Rồi, ok. Chăm chứ, hết đấy. Từ nãy giờ đã ngồi đâu. Chăm chăm cầm lên đúng rồi. Thôi mời chị em nhá. Mời... Rồi, ok. 1, 2, 3. Rô, 2, 3. Rô, 2, 3. Uống. Tiền cứ uống đi, tao đâu có chạy đâu. Rồi em bưng cái rồi. Nào hết nha, hết hết. Không. Rồi. Hết rồi, hết rồi. Chơi nó phải chơi đàng hoàng còn không thôi. Rồi. Đấy. Ơi Thúy có mời ai mời đi. Đâu bà nội thế này, bà nội uống ai uống đi, uống mà đi thế này. Rồi uống rồi. Rồi ok. Chị Hường qua ăn lành nhất đấy. Đến tặng hoa. Tặng hoa cái con bé hay nhỉ, con bé đội 10 ạ. Đội 18 hoa hay thật. Hiến ơi, hô phát đi này Hiến ơi. Bác quay cái bông này nhiều thế. Vâng, cứ từng người mời em ạ. Không phải xấu làm gì. Mấy khi anh sợ, anh sang anh mời. Xấu không làm gì. Gặp Hiến thì gọi. Sợ ơi. Gặp Hiến rồi tí gặp riêng một cái. 1, 2, 3. Rô, 2, 3. Rô, 2, 3. Rô. Cái này mà tí đi ra bóng thì chắc là bắt thôi thì cứ vào trong này. Hiền ơi, sợ sợ tí này vào ngủ đi, ghi đâu. Vài vài sáng vài đi, sáng vài bảo con đây không được ăn sáng. Ngủ chấp nhận đúng rồi. Đây là một nửa thế giới của chị em rồi, anh em mình cứ phục vụ tài tân. Hiền ơi, mừng mừng. Đó, thì đã uống. Uống rồi. 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 Uống rồi
Rồi nào các. 1 2 3 rô, 2 3 rô, 2 3 uống. Thế thì căng thì hết bung căng. Từ nãy giờ. Ông đặt ông mình vé chứ nhỉ? Nói. Em ơi hết nhá này, hay em canh này. Mừng lắm đi. Rồi. Em mời ai? Hiền đi. Mời Hiền nữa hả? Quá này nhìn thấy có nhìn thấy một quán không? Có nhìn thấy hình rồi đấy. Có gọi hình ở đây này. Có nhìn đúng không? Thấp tí nhìn có. Đúng rồi, thế cứ cái lẻ đi. Đấy, 20 triệu. Không hết cái lẻ đâu. 20 triệu á, cứ ăn đẹp ra. Bây giờ đấy, bây giờ nhá, ở trong đây nhá, nếu mình đoán nhiều tiền nhất nhá, nhiều tiền nhất luôn đấy. Bây giờ, tiền mặt đấy, là nhà chú Thương. Đúng rồi. Thật sự, nếu mình đoán chuẩn luôn. Nhà này nhiều tiền. Gọi là nhà giàu. Nhà này nhiều tiền, nhưng nhà này mua đất rồi. Nhà giàu rồi. Còn nhà này đổ hết là quán rồi. Mới cho dân rồi. Nhà chú này, nhà này thì đổ về Hồng Rũ rồi. Hồng Rũ Hồng Thái. Nói các bác này. Tôi đang ở chú Thương, sao nhà chú này nóng tiền thế này? Thế nào mà sao nóng tiền đấy? Bùng rỗng thì kêu. Vì là tiền công thế mà. Ấy, mấy chứ rồi đấy, chị em học máy thế nào? Đi gì đâu? Cho nó nóng tiền. Nên là với tiền chẵn là nó biết thừa rồi. Biết thừa rồi. 2 năm trước mình đã bỏ ra, 2 năm trước mình bỏ nhà chú Thương cực kỳ nhiều tiền rồi. Tiền nhé. Thế mà còn 2 năm nay chưa làm gì mà. Mấy đó tiền chẵn. Mà tiền tiêu hái nhá là còn chưa đâu đấy. Lần trước là hơi xong là gặp gió nó bay hết rồi. Ngoài lần kia nó bay mất mẻ đấy. Ông này không bỏ màn à? Hơi phải bỏ màn. Hơi bỏ cái màn xong. Mời mời à, 4 tiền đấy. Mời chú nhá. Khuôn màn bay mất rồi sao. Mời 4 tiền mình đưa nha. Quay nó cũng lạc đẹp xuống. Chú quay đi với chẳng đấy. Hôm nay ngày mùng 8 là say. Cứ tích vàng như mức để cả mày. Em hội trưởng nghe làm khái được. Đấy quay cho nét cái này. Đấy quay đấy. Mất kia ông Nguyên. Mày chứ. Tích vàng như mức cả mày. Riêng rồi. Nói cho cái gì? Rồi. Rồi. Người đẹp. Đây. Người có tiếng thì không có miếng. Đây. Nhà mặt tường xong bắt đầu là tạp hóa đây, tạp hóa thì to như kiểu siêu thị này. Khổ thế. Đi. Đấy. Rồi. Bà gấm là năm nay là 80 con dê. Tại bà gấm thì 4 con dê đấy. Em đặt 3 con dê để nào em thật bác. Để cho bác đăng tiền cho bác cấm ăn phụ nữ. Ôi mời 4 chị em. Ôi chị em hôn lòng anh. Nhưng tại cho này. Bác ơi. Năm nay em đặt cọc trước. Chị nói hay. Đây chị đây của chị đây. Chị đây. Em cổ động. Nào hô phát nha. 1 2 3 rô. 2 3 rô. 2 3 uống. Dựng phải 50 nhá, dựng phải 50 đấy. Không phải xoay giờ, phải xoay dựng được hòa camera nào 50 nhá. Rồi, chú nhà cũng phải 50 luôn. Rồi người yêu cũng 50 luôn. 200 nó nằm ở trong này là hai uống đây. Rồi người yêu cũng 50 luôn. Báo cáo với mọi người là đây người yêu tôi đấy. Người yêu. Rồi uống đây. Uống hết đây, đây. Rồi, ok. Rồi hết đây. Rồi hết nhá. Cứ bị như thế này đó. Cứ thế này này. Cái ngoài toàn này. Cái này. Chú thế là mình làm cho tao sợ nhưng mà nhiều người sợ rồi. Em mang ở đâu sao này? Chú phải đồng mông. Đây là đồng mông đâu. Rồi, sốc mông luôn. Là mang tài liệu vòng đi. Còn cái này bên anh thì là mông chống đấy. À thế hả? Cái này là anh là mông chống hả? Chống nhà. Rồi, chống hết ra rồi đấy em cho xem nào. Đúng. Người mang đi không đến. Hiền ơi, sao thế này mời riêng ai? Giờ mời sao mời riêng một cái đã. Uống đất cá cùng mâm chứ này. Đây là ok đi. Đây là cá. Okay. Đây là sao cho 10 cá mâm. Nhưng mà cá mâm này hai con đầy. Bác Duyên cho đầy. Mâm này hai con đầy mà cháu sang này. Để cho đầy hai chốc. Quá được quá miêu quá đây. Có đây đây. Nhà có điều kiện. Chết cái gì nhỉ? Uống hết cái chuồn rồi. Ôi trời ơi. Thôi nhà giàu nó thêm rồi. Mai còn thịt lợn nhá, xong bắt đầu lại còn loa. Mai còn nấu quán cơm cho làm quan trăm họ mà. Bác Duyên ạ. Bác Duyên từ đó giờ chưa quay thế nào? Sao cái mâm này quay rồi? Anh Thương ơi.
Ủng hộ để cùng lên cái này. Ủng hộ không thể bắt cái người này nhặt nhặt lên. Cháu có gì? Trưởng đâu? Cháu không biết rồi trưởng, biết là đây là hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Thật. Lại. Đưa đây ngoài. Khoan đây đúng đây. Lại. Từ để em nói xong đã. Cảm ơn các chú với các anh đã ủng hộ đồng hành. Đó, ok ok. Nói hay nói hay bắt tay cháu cái. Nói thầy bắt tay. Hôm nay nên là cháu rất cảm ơn nên là cháu sang đây để đồng hành tí. Nhưng mà cậu không kêu bắt cái chết là nhà nghèo được. Không nhưng mà cảm. Nhưng mà này. Em không bảo anh nhà nghèo đâu. Đi rồi giờ cách mà cậu bắt nhà nghèo đâu. Chưa bảo nhà nghèo. Thế đó đó chào mọi người nhá. Anh sao bảo em. Chào năm cho anh xem nhá. Hôm nay ngày 8 tháng 3 nữa cùng lời cùng mình chúc tất cả các nghèo nhé. Cô, tất cả các em nha, luôn luôn chỉ ăn nhập và hạnh phúc nha. Thế không? Nhân nhập hay thì cũng ra rồi. Cô uống cái này, cái nào em cũng chờ. Vâng, chúc tất cả bạn của Facebook của chị Nguyễn Viên nha. Luôn luôn ngày hôm nay là luôn luôn tươi đẹp nha. Mày cứ gặn cho tươi tươi. Sao mà đi? Chấm đẹp đi, uống đi. Kiệt ơi, cháu sang cho mày mời ai một mâm nhỉ? Lên nhà cô cho mày mời để tiền lên đấy cô. Say đấy. Nhảy cho nó máu. Tại nhảy máu đúng rồi chính xác. Tiếp mình rồi. Gặp mày dân thì thôi đấy. Đúng tiền vào thôi. Có bao cây đâu? Rồi, rồi đây, rồi đây, rồi đây. Không chồng mong không về. Không say không về mà có say cũng không về. Ly dạ. Của ai người đi hết. Dính chạc. Xong rồi lắp. Còn ai người giữ. Không gặp nhân thì cứ phải hết rồi. Chứ không hết rồi. Cứ phải hết rồi. Chỉ có tao mới thương gặp Hiền nhiều nhỉ. Đừng có làm ra cái kiểu trò mèo đấy đâu, nhá. Từ đầu đến giờ chứ. Tất tiêu mà đừng có làm thường chỉ tới thì tới cậu gặp mày nè gặp Hiền nhiều cái bản chất này mất cái nhau cái gì chặn nhau cái cho hết này hết luôn rồi hết chưa lại mày đi con nó còn lâu mày phải thúc vào tao nhá mà mày vào đây mày còn nhắc cái gì đứa nào đứa nào đứa nào đứa nào đứa nào đứa nào còn lâu mày thúc vào tao vào đây chuẩn không được chuẩn đứa này người bạn ơi. Ô bạn luôn hả? Ô thế thì làm cái, thế luôn làm cái nữa. Ờ chưa riêng, riêng chưa, riêng chưa? Hả? Nhanh con game. Chết mẹ. Bây giờ bạn, bây giờ bạn, nhà bạn canh mắt đây. Không phải không phải để xuống. Lấy đà lên dốc rồi, lấy đà lên dốc rồi. Bạn phát trực tiếp chưa? Lên dốc rồi. Một hai ba hết. Đó, một hai ba hết. Mới đỉnh nào. Sẽ bắt được tiền đây chứ đây. Lên 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 rồi. Rồi tới đỉnh hết. Rồi hết luôn rồi. Lên lên. Ok này. Cái con bé này. Hả? Con vợ mày. Kia chặt luôn. Rồi hết luôn. Hết rồi. Không hết thì gặn vào. Con kia. Thế là gặn đây trong này. Cái nhanh chóng. Bây giờ thấy chết rồi. Này thật đi. Này. Kiếm được. Khoan ơi. Kiếm được con bò mới cũng không xương gì. Anh em đừng cứ dây cái bò nữa. Con bò phải nhanh như thế. Nếu mà bò nữa thì toàn gánh nặng thôi. Trong cuộc sống thì đừng có anh em đừng lên bò nhé. Đừng có bò nhé. À, từ mọi người thông cảm nhá. Nói thì bò vậy nhưng mà đừng có bò nữa. Bò nữa. Nói ít thôi. Nhiều cái chuyện của người gặp súng uống đi. Đây này. Nói ít thôi. Nói ít thôi. Nói nhiều như này không? Rồi, khuyên, bây giờ con nói, Vâng. Ở Hiền. Kéo nó có mời riêng ai đấy. Mời chuẩn đấy. Đây đấy, hôm nay mọi người nhé, hôm nay là ngày phụ nữ. Thôi thì một nửa của cánh đàn ông chúng ta thì cứ anh em mình cứ say vui thoải mái nhỉ. Em tôi đấy là nó giàu rồi nhưng mà mai đấy là còn phải lo. Mai là vừa làm quan trăm họa, mai còn là thịt lợn xong là tiết canh nào cháu lòng để cho mọi người ăn sáng cho đến giờ đấy ngủ sớm đấy. Hội trưởng hội phụ nữ quay hai thằng quay mà nó còn lại đấy riêng nó còn lấy nhá mới lấy hoa quan ngồi xuống đây ngồi xuống đây ngồi xuống đây em ngồi thôi em giờ tôi lấy em ngồi thôi.
cổ động thích cho hai vợ chồng đây. Ông đừng có đi thích cái điều ông ấy. Chia đôi đấy, chia đôi. Mày nó phải say từ đấy rồi. Dạ đó đúng rồi, hẹn rồi hay đấy. Ba mà làm đó thế này là sẽ gấp đôi. Rồi chính xác đấy. Em tối mai nó còn lo quán sáng mai. Ôi giời. Nằm bên đấy quá. Con này nó đi đâu chết hết. Đấy. Rồi. Hiền rất đéo, Hiền hay lắm, Hiền đi đâu đấy, bia thì còn nhiều mà sao thì mâm này ta thì ai cũng đá. Các cụ già này. Quay uống được một sánh. Các cụ già chỉ thế thôi. Ui giời chị, quần giấy em bao thì hôm qua chị Hương, quần giấy em bao đi. Giấy là một chuyện, còn ăn thì là thành cụ già. Mọi người nhá, đây là chị Hương nhá, chị Hương thôn Bùng Lai, xóm xóm Thanh Mai, đội 7 cũ. Người ta đội 1 thì bố đội 7, người ta đội 1 rồi. Đâu ra ra chuyến đội 1 nhỉ? Trước vớt đội 7 mà. Đội 7. Năm nay gần năm mấy tuổi mà chị vẫn cứ chỉ năm anh. Mấy đây, người ta 6 mấy. 6 mấy tuổi rồi hả? Ôi mọi người nha, các cụ. Các cụ trước 60 tuổi giá ơi già mà. Chị ở đây 60 đi mà trẻ tưng một thì. Đúng rồi bà, cái đấy bà tức. Không nhận, không nhận thật. Giờ 60 tuổi là người trẻ thật. Các em, các cháu, các cô này. Chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 8 tháng 3 mình được lời mời mọi người chúc các mẹ, các cô, các rì giúp các em luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Thật, chính xác, bác Duyên nói đúng đấy. Rồi. Ăn bằng hết, uống bằng thanh. Chính xác. Sao là karaoke nhảy luôn vậy? Nhảy. Về cái đấy. Nhảy không? Này, bác Hướng qua. Bác Hướng qua ăn mặc bộ tân thời đẹp thế mà này này. Cái kia này. Không bia, không rượu, mà có nước ngọt là còn không uống thì không uống, say rồi. Nước ngọt mà say, bia em say thì luôn đấy, nước ngọt mà say. Như thế là nước ngọt hay là bia? Không, bia. Bây giờ bảo hết uống cái rượu một ly hôm nãy nó quá rồi. Cái gì? Ba ly đấy rồi. Uống với cháu một ly, uống với cháu một ly. Lúc nãy. À thế hả? Thôi cũng được, cứ bài say chốc cháu trở về. Nhìn mắt đi này. Chị em mình, là một gia đình. Vâng, đúng rồi. Một gia đình là chơi hết mình nữa đấy. Thôi thôi thôi. Mời bác. Mời thái xin em. Một, hai, ba, rô. Hai, ba, rô. Ba, hai, uống. Dâm rồi, dâm. Rồi. Như vợ. Rồi. Này, cấp chồng đi. Rồi. Đi ăn là thôi, chồng đi theo. Rồi, hết luôn. Bây giờ còn có bồ, có giết thì biết đâu được nhỉ? Ông bác Duyên ạ. Bác Duyên đuối là thực hiện đi hết luôn. Rồi ok. Rồi ok. Rồi ok. Rồi sao được? Hết nhưng quản hết đi. Rồi. Nhanh chóng thật chưa? Hôm nay chị Hường ấy mới thấy là chị 60 tuổi thật. 60 tuổi. À năm mấy thôi, chắc năm mấy. 60 tuổi. Bây giờ 60 tuổi sao trẻ thế nhỉ? Ồ thật luôn đấy, thật đấy. Chứ các cụ năm mấy tuổi đã quẻo rồi nhỉ. Ồ thật. Cái gì? Bố vợ hồi cháu năm mấy tuổi. Mà trông già lắm. Vâng, trông già lắm. Nhưng mà bao giờ toàn nước ngọt không nhỉ? À. Chị Duyên ơi, chị sang phát những cái gì muốn cái mâm này tí nhỉ? Báo cáo với mọi người nhá, là kênh Lê Đình Hải TV đấy, là đây bà nội mình nhá. Hôm nay ngày 8 tháng 3 là cũng chúc các mẹ, các cô, các chú, các em là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, quan trọng là hạnh phúc. Vâng. Sáng nay là đặt cố 200 nhá. Vâng. 300
Đây là hình ảnh chân thật nhất nhé mọi người nhé. Và đây là bà Huế nhá. Chị Duyên ơi, chị Duyên ơi, chị quay em khác nhỉ, em thích quay lắm rồi. Hello nhá, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay một nửa trái đất ngày 8/3 chúc các anh chị em. Để em quay đi. Ngày ngày 8/3 chúc tất cả các chị các tiêu mà chuẩn bị là thật bạc, đặt mặt là đặt cửa, đặt cửa là xong mất. Chị cứ để em nói. Chuẩn bị tinh thần để em biết. Đấy. Để em nói thí của bà cứ nói chạn để đi. Chào đấy. Và hôm nay nhân tiện ngày 8/3 chúc các mẹ các cô các chú các chị các em luôn luôn mạnh khỏe và trẻ đẹp và hạnh phúc nha. Yeah. Hello bye bye. Và thích gặp cháu Hiền thôi vậy, chưa say là chưa gặp được. Chú ơi, gặp cháu hả? Thôi thế này, ta gặp cả mâm luôn gì? Cứ được gặp cả mâm. Thôi bắt đầu ra. Bắt đầu ra phát rồi. Hả? Rồi, thế rồi. Thế thì quan trọng là thế này. Thế cho em, cho cháu ơi đi. Thôi bây giờ này. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Uống. Hết luôn nhá. Vốn cũng phải hết cho này luôn. Vốn quay từng người một phải hết luôn nhé. Kể cả Văn ở Quảng Ninh về. Rồi, ok, vốn rồi. Rồi. Không phải nhé. Rồi, được rồi, ok. Thôi được rồi, thế được rồi. Là Hiền này. Rồi. Tôi hôm nay là ngày 8/3 chúc tất cả các em với các cháu luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Thôi hết thì cho. Không. Vì thực ra thế này này, cái video là video trực tiếp cho nên là mình đã quá thảo nói thật thế. Làm biết được anh nhỉ? Anh cứ tưởng có cái gì. Rồi. Rồi cảm ơn nhá. Rồi Hiền Quyên. Chú cứ xoay đi. Rồi Văn này. Văn cho đầy này tí nhỉ? Mãi gái muốn gái đất mỏ. Gái đất mỏ. Đây rồi gái đất mỏ mà. Thế hôm qua đấy mà anh lên đây anh đúng bất ngờ luôn đấy. Em bất ngờ sao cái Văn ra đấy hôm qua ấy, quay phim đấy. Thôi chúc em quay lại đất Tây Nguyên nhá. Cảm ơn em nhá. Rồi là mừng rồi. Rồi khuya may. Hết luôn. Hết nhá. Này. Hết luôn đi. May mới bừng lay bộ quần áo đẹp thật. Mới thì tất cả các chị em đẹp nhỉ. Thấy không? Vét này cho uống 2 cốc. Thật. Thật những bộ vét đẹp cực kỳ luôn. Nhưng quần áo bừng này. Bừng này. Nghe ra cái câu này không hết thì không đẹp thật. Vì là hôm nay là cái ngày của chị em cực đẹp. Mình sao ăn mặc cho đẹp nhất. Được ok. Thế thì chú. Được ok nhé. Nhưng mà nay Hiền đấy là được rồi nhưng mà cái được cái bộ nhảy đầm bên này người cao và dò cao tí thì có thể tuyệt vời.